chỉ 600, rơi vào khoảng độ 500 đồng 6 xu là được một cái khẩu trang rồi. Rất rẻ, rất là rẻ luôn. Rất rẻ mà chúng ta lại phòng chống được bệnh. Không có lý gì mà mọi người không mua khẩu trang về đeo cho mình, đeo cho cả chồng mình, đeo cho cả con mình, đeo cho cả anh chị em nhà mình, đeo cho cả người già lẫn trẻ nhỏ. Được luôn. Bấm tay vào mua. Rẻ thế này thì phải bấm vào mua. Mệt tê. Ông bán cái gì tôi mua cái đó thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn gia đình nhà mình. Cảm ơn 11.500 anh chị em. Em phải làm hộ nước cái khản hết cả giọng rồi. Có rất nhiều nha mọi người. Có rất nhiều loại. Bây giờ là cái loại này. Tí nữa em sẽ giới thiệu cho mọi người một loại nữa. Ok chưa? 100 cái là 65k đúng không? À 56k đúng không? Đây em ghim lại cho mọi người này. À 59k. 59k là 100 chiếc. Bây giờ như này, 200 chiếc chỉ có 95k thôi. 95k 200 chiếc. Ok chưa? Và rẻ hơn nữa thì 300 chiếc chỉ có 139k là loại này. Đây, loại khẩu trang này 100 thùng 300 chiếc. Ok chưa? Một thùng 300 chiếc cũng có đen, trắng và màu xám. Một thùng là 300 chiếc. Mọi người mua combo 300 chiếc này cộng 100 cái gì siêu tiết kiệm này, 185k. Cái loại này là loại siêu tiết kiệm này. Được chưa? Loại này là loại siêu tiết kiệm. Loại siêu tiết kiệm. Ok chưa? Mãi vô. Bấm tay vào giỏ hàng. Đây có rất nhiều loại. Đen này. Mày bịt vào đi, khẩu trang chống dịch bệnh đeo vào. Ê, ngay. Đeo vào, con kia ta đeo khẩu trang vào. Đeo khẩu trang vào. Vừa vẩn em cho cả nhà đeo khẩu trang luôn. Đây này, test khẩu trang nhé. Cả nhà đeo khẩu trang luôn. Vì đi vào cũng phải đeo khẩu trang vào nhá. Ui, đeo vào. Đeo vào lên trên trán ấy, chống nắng luôn. Đeo chống nắng luôn. Này, đeo cho Quỳnh cái. Chống nắng luôn. Anh ơi, tìm cho anh cái kéo đây để anh test khẩu trang này xem nào. Này, đeo cả trên trán cho Quỳnh luôn để chống nắng luôn. Vừa là chống kháng khuẩn, vừa chống nắng luôn. Ấn tay giỏ hàng 200 chiếc chỉ với 95k thôi. Ấn tay nhanh vào giỏ hàng nhé mọi người. Úi giời. Ấn tay nhanh vào giỏ hàng nhé mọi người. 200 chiếc chỉ với 95k. Bây giờ em test cho mọi người xem luôn. Đây bây giờ em test loại này trước. Khẩu trang có lớp kháng khuẩn luôn. Uy tín luôn. Bông sen vàng. Ok chưa? Bèo đeo khẩu trang vào đi. Đeo khẩu trang vào. Ui, test luôn. Đây nhá. Một lớp à. Loại này có 3 lớp. Có lớp kháng khuẩn nhá mọi người. Này, lớp kháng khuẩn này. Và có 3 lớp tất cả. 3 lớp tất cả là cái loại khẩu trang này. Ok chưa? Có lớp kháng khuẩn này. Ok chưa?
có lớp kháng khuẩn này. Tiếp tục nha. Đây là loại dài này. Tất cả đều là lớp có lớp kháng khuẩn hết. Một lớp này. Một lớp này. Hai lớp này. Ba lớp này. Và bốn lớp này. Tổng cộng là bốn lớp. Khẩu trang bốn lớp. Có lớp kháng khuẩn. Ok chưa? Ok chưa? Đã mua 300 cái người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Trang nhá. Cảm ơn gia đình nhà mình rất là nhiều. Rất rẻ, rất rẻ. 400 đơn hàng rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bấm tay nhanh vào tòa hàng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh em mua nhiều thì sẽ cảm ơn 13.000 anh chị em đang ở đây xem live ủng hộ em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you mọi người, thank you Indonesia. Gần 500 đơn hàng rồi. 16 phút, gần 500 đơn hàng. Bấm tay nhanh vào tòa hàng. 300 chiếc khẩu trang với chỉ 139k. 300 chiếc khẩu trang chỉ với 139k. Tính ra là bao tiền cái như mày nhỉ? Bao nhiêu? Chắc độ 300-400 đồng thôi. Rơi vào khoảng bao tiền? Mày bấm máy tính cho anh, cho anh xem là 139 chia cho từ ngày trước anh học toán giỏi. Nó thành mấy trăm đồng? Chưa tới 500 đồng một cái. Chưa đến 500 đồng một cái. Kia tụt dây rồi. Thùy Ninh Giang. Được rồi. Đấy lại tụt đùa. Thành bao tiền cái nhỉ? Cấm chỗ khác đi. Trời ơi, tao mệt mỏi. Tao đau đớn, tao gục ngã. Bốn trăm ba mươi sáu đồng. Ôi giời ơi, ở đâu khẩu trang 436 đồng? Ở đâu ra khẩu trang 436 đồng? Bốn lớp, đã bốn lớp lại còn có các kháng khuẩn, thế thì không có lý do gì mà không bấm tay vào giỏ hàng. Bấm tay nhanh giỏ hàng. Mày có nhìn thấy cái gì mà tao đang nhìn không hả Quỳnh? Mày có nhìn thấy cái gì mà tao đang nhìn không? Hả Quỳnh? Có. Bao nhiêu đơn? Gần 600 đơn rồi. Bao nhiêu? Gần 600 đơn. Bao nhiêu? Gần 600 đơn. Ui giời ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Gần nghìn đồng thoại mọi người ơi. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng anh chị em ơi. Ui giời ơi, khẩu trang 300 chiếc 139k. Mua 2 thùng để được free ship. Mua 2 thùng để được free ship.
Cảm ơn 12.000 anh chị em. Cảm ơn mọi người. Shopping, shopping. Đi Bali, đi Bali. Bấm tay vào hàng. Mua cho mình, mua cho mình, mua cho lại gia đình nhà mình sử dụng luôn. Mua cho mình này, mua cho chồng mình đi làm để đỡ bị dịch bệnh này. Khi rất là nhiều người đúng không ạ? Phải tiếp xúc với nhiều người. Mua cho mình để kháng khuẩn, để tránh dịch bệnh. Mua cho chồng mình để tránh dịch bệnh. Mua cho anh chị em nhà mình để tránh dịch bệnh. Mua cho bố mẹ mình để tránh dịch bệnh. Mua cho con cái nhà mình đi học để tránh dịch bệnh. Mua cho ông hàng xóm nhà mình cũng để tránh dịch bệnh luôn. Hỏi ông bà hàng xóm khẩu trang rẻ có mua không? Mua, mua hộ ông bà hàng xóm nhà mình để tránh dịch bệnh. Mua hộ cô dì chú bác nhà mình để tránh dịch bệnh. Mua hộ ông ngoại, ông nội, bà nội luôn. Ông nội, bà nội đi tập thể dục đeo khẩu trang tránh dịch bệnh. Đấy. Mua cho người yêu cũ nhà mình. Chồng thối mồm. Chồng thối mồm. Được chưa? Đứng gần nói chuyện không bao giờ sợ bị thối mồm văng vào mặt người khác. Mua cho cả làng luôn. Được chưa? Khẩu trang quá rẻ. Nên mọi người bấm tay nhanh vào giò hàng. Bấm tay nhanh vào giò hàng anh chị em ơi. Bấm tay nhanh vào giò hàng. Bấm tay nhanh vào giò hàng nào. Bấm tay nhanh vào giò hàng. Bấm tay nhanh vào giò hàng mọi người ơi. Hợp lý quá. Bấm chưa? Bấm vào giò hàng chưa mọi người? Bấm vào giò hàng chưa? Anh em chị em đã bấm vào tay giò hàng chưa? Không những là mua cho mình mà mua cho gia đình nhà mình nữa. Mua cho cả người yêu cũ các kiểu nữa. Bấm vào giò hàng chưa? 500 cái cho gia đình nhà mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nên mua 2 thùng. Ít nhất là 2 thùng để được hưởng free ship. Được chưa? Khẩu trang mua không thừa. Mọi người để dùng dần không bao giờ thừa. Được chưa? Không thừa. Đúng không ạ? Bấm rồi bé ơi à, thì bấm vào thì đặt đã ấn vào nút gì? Mua. Ấn vào nút gì? Mua. Mua ngay. Mua ngay đúng không? Thế thì ghim lại một lần nữa. Mua 2 thùng, mua 2 thùng để được free ship cho mọi người. 300 chiếc khẩu trang với chỉ 139.000. Không có tội gì mà không mua. Chị mua 600 cái rồi chị phải mua 1.000 cái. Bởi vì chia ra mà xem. Bây giờ nhà chị có bao nhiêu người? 600 cái đúng không? Chia cho 10 người. Mỗi người được 60 cái. Đeo được 60 lần. Hết bố nó tôi còn đâu. Đúng không? Phải mua 1.200 thì mình mới đeo được khoảng 2 tháng. Em có một mình thì em phải mua 1.000 cái để đi phát cho những người không có. Thanh Ngọc vừa mua 900 cái, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ấn tay vào giò hàng nha mọi người ơi, khẩu trang quá rẻ luôn. Khẩu trang quá rẻ luôn, em vừa mua 300 chiếc, phế đi phải mua 600 chiếc để được free ship. Ấn tay nhanh vào giò hàng. Ấn tay nhanh vào giò hàng. Alo. Alo. Alo, alo. Alo. Mày vừa làm gì mất mất bên tai nghe của tao rồi. Alo, alo, được rồi. Đeo khẩu trang vào, khử khuẩn. Em mới mua 2 thùng. Em phải mua 2 thùng nữa để ví dụ cho bên ngoại, bên nội nữa. Đấy, như Kim Loan mua 900 cái thì còn chia được bên ngoại, bên ngoại, bên nội. Di aku harganya udah naik jadi 90 ribuan ayam. Ya, di aku harganya udah naik jadi 90 ribuan. Coba komen kalian dapat harga berapa? Mày có biết là mày có nhìn thấy gì mà ta đang nhìn thấy không? Hả? Có. Cái gì? Nhìn thấy anh đang đeo khẩu trang. Mọi người có biết là em đang nhìn thấy cái gì không? À, mọi người có biết là em đang nhìn thấy cái gì không? Này, cho nhìn một lần nhé.
Bây giờ đang là 20 giờ 20 đúng không ạ? Mọi người có muốn làm tí gọi là sa le không nhỉ? Không biết là nhãn hàng có đang xem không? Bông sen vàng ơi! Có thể giảm cho em 50.000 nữa được không? Chỉ có gần 1.000 đơn thế này em chưa thỏa mãn được cái quả đam mê này. Bông sen vàng ơi! Có đang xem không? Nhìn thấy em không bé nhím? Xe này đi em đợi một tí. Bây giờ mới có một gần 1.000 đơn thế này thì chết thôi. Bán 20 phút rồi. Bán 20 phút mà được có hơn 900 đơn thế này. Không, cái này là nên nhá. Mọi người ạ, nên mua. Bởi vì là nó phù hợp cho rất nhiều đối tượng. Ví dụ như cho thằng Quỳnh chẳng hạn, thối mồm, phải đeo khẩu trang để nói chuyện với người khác để cho đỡ thối mồm. Tránh vi khuẩn, đúng không ạ? Đi làm chúng ta tránh bụi bặm, rất tốt đúng không ạ? Nói chung là đừng bao giờ hỏi cái chuyện của mình. Anh em, những người anh gọi là hạt muối thì cắn đôi mà hạt đường thì ăn cả. Thế đi đừng hỏi nữa được không? Nhá, đừng bao giờ hỏi những cái chuyện gọi là hạt muối anh em với nhau nhưng mà hạt muối cắn đôi hạt đường ăn cả, mình không thích đâu. Mình không trả lời đâu nhá, bây giờ mình đang bán hàng. Nhá. Để em xin sale nhá. Uầy, sa lê cho em 50.000 đấy, để cho anh em, chị em còn được thưởng thêm mấy khẩu trang đấy. Đấy, đợi một tí. Mọi người nhá, đợi em một tí nhá. Chứ bây giờ bán 20 phút rồi, được nghỉ đơn này nó hơi buồn. Sao chị không cần Sané đâu, em thì buồn cười, các chị cứ buồn cười. Bây giờ em phải xin nhãn hàng cho người ta Sané thì mọi người được giảm giá, em có mất cái gì đâu, đùa. Bố em đầy tiền không cần Sané không? Tiết kiệm là cuốc sách nhá, tiết kiệm là cuốc sách. Nhãn hàng người ta Sané cho mình phải lo cái gì nhỉ? Bố em nhiều tiền lắm mà không được, phải xa lê. Tiết kiệm là cuốc sách, bác Hồ dạy rồi, tiết kiệm là cuốc sách nhá. Vớ và vớ vẩn quen đâu rồi, cái nào xa lê. Combo này, combo 185k rồi. Em không thích tiêu tiền lẻ à? Thôi tôi lạy hồn, lạy mẹ. Gớm, tiền nẻ mà chả là tiền thì là cái gì? Ngày xưa tôi bé tôi đi bán rau tôi nhặt từng 2.000 một đi bà. Ngày tôi bán được 20.000 là tôi được thưởng. Các bà biết không? Ngày xưa nhá, tôi toàn tranh đi bán rau thôi. Mẹ tôi hái cho một rổ rau khoảng 100 mớ là tôi ngồi đường cái trước cổng làng là tôi bán rau. Tôi mà cứ bán được 20.000 y như rằng mẹ ơi cho con đấy, 1.000 đi mua kẹo. Đấy, nó phải làm ăn kinh tế nó phải thế. Không. Bây giờ ấy, em sa le là sa le những quả combo, chứ em không sa le đơn này. Mọi người hiểu không? Sa lê những quả combo rất có lợi cho mọi người. Hiểu không? Bố em đầy tiền. Ui trời ơi, 1.000 đơn, mới có 1.000 đơn. Mọi người bấm tay vào giỏ hàng nhanh rồi. Ui trời ơi, rẻ thế này thì phải làm gì Quỳnh ơi? Mua ngay. Làm gì? Mua ngay. Mua thì bấm vào đâu? Giỏ hàng. Làm gì? Bấm vào chữ mua ngay.
Để được làm gì? Chốt đơn. Chốt đơn để có cái gì? Có khẩu trang đeo. Ừ đấy, giỏi dễ thế. Không biết nữa. Nha. Hàng xóm nhà em đầy tiền đừng xa lê á. Ê ơi, đứa đùa khách nhà. Chưa thấy một cái nai nào nó như cái nai nhà này. Xa nè thì có phải em không thích đâu. Buồn thật. Bấm tay vào giò hàng nha mọi người. Mua cho mình, mua cho đại gia đình nhà mình nha anh em chị em ơi. Bấm tay giò hàng. Hiện tại bây giờ là 953 đơn. 1 phút nữa để lên 1.000 đơn, mọi người đồng ý không ạ? 1 phút nữa để lên 1.000 đơn, mọi người đồng ý không? Đùa bán khẩu trang chứ bán kính đâu, tôi cất kính. Tôi cất kính, chính thức cất kính. Hôm nay bán khẩu trang, không bán kính. Bán khẩu trang, không bán kính. Bông sen vàng, được chưa? Chỉ với... không bán kính là không bán kính. Được không? Ô kì bé này. Chuẩn bị này. Bắt đầu. Bấm tay giỏ hàng. Bấm tay nhanh giỏ hàng đi mọi người. Bấm tay nhanh giỏ hàng để được chốt đơn. Combo 300 chiếc. Khẩu trang 4 lớp. Đã chốt rồi. Lên 1.000 đơn chưa mọi người? Lên 1.000 đơn chưa? Mày vô. Lên 1.000 đơn chưa? Thôi cho là một lượt. Mọi người bấm tay nhanh vào giỏ hàng này. Em hơi mệt rồi đấy. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng này. Một đợt nữa này. Rất áp lực luôn này. Khẩu trang 4 lớp. Ok chưa? Khẩu trang 4 lớp luôn. Em sẽ cắt tiếp một cái lựa ra em test cho mọi người xem. Khẩu trang 4 lớp, có lớp kháng khuẩn luôn. Ok chưa? Đây. Người thật việc thật, không việc gì mà phải xoắn cả. Right. Được chưa? Một lớp này. Nhìn thấy chưa? Một lớp. Hai lớp. Ba lớp và bốn lớp. Mọi người nhìn thấy chưa? Đem xé hẳn ra nhá. Xé hẳn ra nhá. Một lớp này. Bỏ sang đây. Hai lớp này. Bỏ sang đây. Ba lớp này. Và bốn lớp. Khẩu trang bốn lớp. 300 cái chỉ 185.000. Ok chưa? Cái gì mà cứu quỷ? Chốt đơn nhanh. Bấm tay vào giỏ hàng. Làm gì Quỳnh? Bấm tay vào giỏ hàng để làm gì? Để chốt đơn. Chốt đơn để làm gì? Chốt đơn để có khẩu trang đeo chứ để làm gì? Khẩu trang để làm gì? Để chống khuẩn. Kháng khuẩn. Chống bụi bặm. Mua cho mình. Mua cho đại gia đình nhà mình luôn. Mua cho cả hàng xóm. Mua cho cả nội lẫn ngoại. Mua cho cả anh cả em. Mua cho cô dì chú bác nhà mình. Bấm tay giỏ hàng lên 1.000 đơn nào anh chị em ơi. Bấm tay giỏ hàng. Bấm tay giỏ hàng. Bấm tay nhanh cửa hàng nha mọi người. Mình sẽ là của nhau.
sẽ trở thành nỗi đau. Biết cứ yêu là chết, chết đi vào trong tham ta một chút. Mình là yêu thương một người say đắm nụ cười, dù biết chắc sẽ không thể nào. Ở đằng sau bầu trời gió mưa cao. Vừa có một quả mã này như này nhá. Mã 5k cho đơn trên 50k. Mã 10k cho mã trên 155k. Đơn 250k được giảm 30k. Anh em bấm tay nhanh vào giỏ hàng. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng. Vừa có mã xong. Mã 5k cho đơn trên 50k. Mã 10k cho đơn 155k. Đơn trên 250k giảm 30k. Ok chưa? Quá rẻ, 300 chiếc khẩu trang với chỉ hơn 100k. Quá rẻ, bấm tay nhanh vào giỏ hàng. Chốt đơn nào mọi người ơi. Nhưng mà thôi, nói nhỏ thôi, đau họng quá rồi. 1.142 đơn. Chưa kỷ lục chưa anh? Hả? Chưa kỷ lục chưa? Chưa. Chưa vượt kỷ lục à? Ừ. Mọi người cố lên vượt kỷ lục mọi người ơi. Mày vô. Khẩu trang em bé. Khẩu trang em bé. Em bé hay em lớn như em vẫn đeo được. Ok chưa? Đây là khẩu trang em bé như em cũng đeo được, mà em bé hơn cũng đeo được. Ok chưa? Có rất nhiều màu, có rất nhiều màu đa dạng. Màu xanh này, màu xanh như trẻ trên cành, búp trên cành này. Được chưa? Màu xanh như trẻ búp trên cành. Đấy. Màu đen dành cho những bạn ngầu như mình. Được chưa? Còn màu trắng. Màu trắng cho những bạn mà chưa có người yêu. Được chưa? Màu trắng cho những bạn chưa có người yêu đây. Ví dụ như này. Đấy. Đeo khẩu trang để nhận biết. Được chưa? Đeo khẩu trang để nhận biết. Được chưa? Trẻ em như búp non trên cành, đeo màu xanh. Bạn nào có người yêu rồi hoặc là thích cá tính ngầu lòi thì đeo màu đen. Bạn nào chưa người yêu thì đeo màu trắng để cho chúng nó biết là mình chưa có người yêu. Được chưa? Bấm tay vào giỏ hàng để mua nha mọi người. Bấm tay vào giỏ hàng. Mã 5k dành cho những đơn trên 50k. 10k dành cho những đơn 150k. Trên 150k. Đơn 250k giảm 30k. Được chưa? Ừ. Không có màu hồng. Không biết có không nhưng mà gửi cho em nhiều quá. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng nhé mọi người. Tất cả chỉ là anh ảo tưởng sau những lần mộng đôi ta gặp nhau. Anh ngỡ chúng đôi kề bước sẽ sống kiếm mình chung nhà được màu. Nên mỗi ngày gửi tâm tư vào một chút, nhưng tất cả do tự anh tạo ra để nhận lại niềm đau. Chỉ vì cô chấp nên anh vẫn cứ nghĩ đây là yêu. Em vui với anh nhiều lúc nhưng không bao giờ hỏi how I feel. Anh nói anh ổn nhưng khi một mình đêm đen, căn phòng chẳng ngập hơi mê. Tâm trí tình dù quên em nhưng lòng vẫn không thể quên em. Tôi đã đem nhớ thương đặt vào trong mình một chiếc gương. Nhưng sao có quá nhiều thứ khiến em lùi bước. Giờ còn đây những ân oán, mình sẽ là của nhau, là sẽ trở thành nỗi đau. Chết đi vào trong tham ta một chút. Mình là yêu thương một người say đắm nụ cười, dù biết chắc sẽ không thể nào. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng nha mọi người. Mua về đeo thử. Good. Uy tín. Quay lại mua tiếp. Không good, không uy tín. Không thèm mua lần sau luôn. Được chưa? Bấm tay nhanh vào giỏ hàng nha mọi người. 1.200 đơn rồi, mọi người bấm tay nhanh giỏ hàng nhé mọi người. Cảm ơn 1.000 anh chị em đã
tin tưởng và ủng hộ em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh đeo thử màu đen đi ạ. Đây. Chưa có màu sờ vợ. Chưa có màu sờ vợ. Mọi người bấm tay nhanh giỏ hàng nhé mọi người. Chưa có màu sờ vợ đâu. Mọi người bấm tay nhanh giỏ hàng. Rất rẻ. Chỉ với 56-59k được 100 chiếc. Ok chưa? 59k 100 chiếc, 95k 200 chiếc khẩu trang. Nó quá là rẻ. Quá rẻ. Mà combo này, combo thì nó có hai combo, một combo này khẩu trang bông sen vàng 300 chiếc 139k. Được chưa? Combo 300 chiếc 185k. Sợ quá. Con bị rẻ thế nhỉ. Ui dồi ôi, 1.300 đơn rồi. Mọi người bấm tay giao hàng nha mọi người. Đeo màu gì cho đỡ nghiện? Vợ á? Làm gì có cái màu gì là màu đỡ nghiện vợ. Chỉ có đeo khẩu trang vào thì nghiện vợ thêm thôi. Bây giờ em khuyên các chị như này nhá. Nên mày xuống bên đấy cho anh mấy quả mây lên đây để anh em mình ngồi ăn trong thời gian nghỉ giải nào. Không có một khẩu trang nào là khẩu trang đeo để bớt nghiện vợ. Chỉ có khẩu trang đeo vào để nghiện vợ thêm. Mọi người biết vì sao không? Khi mọi người mua khẩu trang cho chồng mình đeo hoặc người yêu mình đeo, tức là gì ạ? Có 4 lớp kháng khuẩn, vừa phòng ngừa bệnh đúng không ạ? Vừa đỡ bụi bặm, đỡ hỏng mất cái mũi này. Đúng không ạ? Rất tốt. Và một cái tốt nhất là cái gì? Khi ra đường gặp các em xinh tươi không ngửi được mùi. Đúng không? Không ngửi được mùi tức là gì ạ? Chỉ ngửi được mũi mùi của các bà thôi. Thì phải nghiện các bà thêm, như làm gì có chuyện mà không nghiện nữa. Đúng không? What? Mua về cho chồng mình đeo, cho người yêu mình đeo nhá, đỡ đi gái nhá. Chị Tiên nói đúng nữa cần gì nữa. Mua cho mình, dặn cả bà hàng xóm là mua khẩu trang nhà đạt villa, chồng mình sẽ nghiện mình hơn, không bao giờ nghiện gái. Ok chưa? Ok chưa? Ok không? Khó thế mà cũng nghĩ ra. Ok, nó là hợp lý luôn. Bấm tay vào giỏ hàng, bấm vào chưa mua nha mọi người. Cái gì? Em ở Hà Nội em có biết em dân tộc gì đâu. Chị đừng hỏi em cái câu đấy. Nói với mọi người như này này. Trên đất nước Việt Nam ta có rất nhiều các anh chị em, rất nhiều các dân tộc khác nhau. Có hơn 54 dân tộc cơ. Đúng không ạ? 54 dân tộc đó đều là anh chị em trong một nước. Đừng bao giờ hỏi dân tộc gì. Dân tộc Việt Nam. Là dân tộc Việt Nam.
đừng hỏi em là em dân tộc gì, em dân tộc Việt Nam nhá. Đúng không? Bấm tay màn hình nha mọi người, bấm tay vào giỏ hàng. Bấm tay giỏ hàng nha mọi người. 1.400 đơn thôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Em dân tộc Việt Nam. Cái gì? Ơ thì nó là rõ ràng, thì bảo trả lời khéo thế thì bây giờ em không dân tộc Việt Nam, em dân tộc gì? Có bán không bán mây Indo lấy đâu ra mà bán. Mua về ăn chả có đi để hỏi bán không. Bấm tay vào giỏ hàng nha mọi người, bấm tay vào giỏ hàng. Em dân tộc Việt Nam nhá. Yeah. Đùa chứ, hỏi khẩu trang có kháng khuẩn không? Khẩu trang 4 lớp của nhà người ta hỏi có kháng khuẩn không? Có kháng khuẩn, 4 lớp đây này. Đấy, nhìn này. Một lớp này. Khẩu trang người ta 4 lớp hỏi kháng khuẩn không? Đây, 2 lớp kháng khuẩn luôn. Nhìn đây. Thấy chưa? Đây là lớp kháng khuẩn này. Đây là lớp kháng khuẩn. Được chưa? Đây, 3 lớp rồi. 4 lớp. Chán đời, hỏi câu chán đời. Rẻ nhưng chất lượng. Ok chưa? Rẻ nhưng chất lượng. Được chưa? Bấm tay nhanh vào giỏ hàng nha mọi người. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng. Cảm ơn 14.000 anh chị em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thấy rồi, bấm tay vào giỏ hàng luôn. Thấy rồi thì bấm tay vào giỏ hàng luôn. Từ từ. Hùng Hoàng Đinh. Hùng Hoàng Đinh đi con Exciter à? Phải, đây phải Exciter không? Hùng Hoàng Dinh 10 năm. Không có tiểu sử. ID Hùng. Hùng Hoàng Dinh 10 năm. Không biết đi con Exciter hay iBlade thì nhìn ảnh bé quá. Nhưng mà ở đây không bán cờ. Mua cờ đi ra nai khác, đây không có. Đây bán khẩu trang, khổ quá. Mệt mỏi thế chị nị. Có khẩu trang nào mua mà lấy được thêm chồng không? Về hỏi chồng chị đấy. Lúc người ta bán son thì không chịu mua luôn đi. Bây giờ người ta bán khẩu trang thì hỏi son. Thì đúng vẫn đi, người ta hỏi mua cờ em không có thì em ở đây em bán khẩu trang, đi sang lai khác mua. Đây chỉ bán khẩu trang thôi, hôm nay chỉ bán khẩu trang thôi. Mọi người bấm tay vào giỏ hàng mọi người để em làm quả. Từ từ xem là bao nhiêu đơn. 1.500 đơn rồi. 1 phút để lên 1.600 đơn, chuẩn bị phá kỷ lục bán của em rồi. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng nha mọi người ơi. Cứ tưởng thế là hay, cứ tưởng thế là bờ dầu, cứ tưởng thế là nhất. Nhưng mà có ngờ đâu, không hay thì nào. Đúng không ạ? Này, làm miếng đi. Không em có bao giờ ăn món này đâu. Ngon. Màu nào đeo xinh gái á? Đeo màu trắng nếu chưa có người yêu nha. Em xin quả hết rồi. Có mỗi quả thôi. Có mỗi một quả thôi.
Chồng em thích ăn quả này mà không cho ăn á? Cỡ đâu có mà ăn điêu. Chị xin quả không có hết rồi. Thấy còn một thùng á? Rồi, bực đây. Đã chốt 2 thùng 139k được free ship. Cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn mọi người. Có khẩu trang bị sầu riêng luôn. Có khẩu trang bị sầu riêng luôn. Đây. Hôm nay em chơi hết luôn. Rồi. Khẩu trang bị sầu riêng này. Mua khẩu trang trang xanh này về. Mua thêm một quả khẩu riêng, trà là vào. Không đeo lên mũi là có vị sầu riêng. Đúng không ạ? Mua khẩu trang này, trà vào quả sầu riêng, không đeo lên mũi là có vị sầu riêng nhá. Bấm tay giò hàng nhé mọi người. Bấm tay nhanh vào giò hàng. Bấm nhanh vào giò hàng nhé mọi người. 15.000 anh chị em rồi. Gần 16.000 rồi. Không ở đâu rẻ như ở đây luôn. Vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ. Ngon thì không ăn được nên không ngon. Nhưng bổ thì có bổ. Bổ cho sức khỏe. Chống được bụi bặm. Chống được dịch bệnh. Mua cho mình được. Mình sử dụng được. Gia đình nhà mình sử dụng được. Ông bà cha chú sử dụng được. Chồng sử dụng được này. Vợ sử dụng được này. Con sử dụng được này. Cô dì chú bác sử dụng được này. Bà hàng xóm sử dụng được này. Ông hàng xóm sử dụng được này. Nói chung tất cả mọi người sử dụng được. Không có lẽ nào mà không mua về cái giá rẻ như thế này. Mọi người bấm tay vào giỏ hàng cho em ạ. 138 đúng không? 139k. 139k. Combo 300 chiếc. Và khẩu trang em bé này 200 chiếc vì chỉ 95k. Được chưa? Cái đắt thế anh ơi, cái thằng bỏ mẹ này sẽ để đắt. Có 500, hơn 500 đồng một chiếc khẩu trang mà nó kêu đắt, nói đùa. Tôi xin ông đấy. Không bằng một chiếc kẹo mút mà bảo đắt. Nậy hồn ạ. Mệt mỏi. Ôi thôi nậy mấy mẹ. Mấy mẹ này còn hỏi trẻ sơ sinh có đeo được không. Hai thùng free ship. Được chưa? Hai thùng free ship. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng. Bán khẩu trang thì hỏi găng tay. Không có. Cảm ơn tiểu... Anh quát em à? Thôi anh xin lỗi em, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em nhá. Anh hơi bị mất cảm. Anh xin lỗi em. Khiếp, anh vừa mới gằn giọng một tí, anh nổ máy một tí mà em đã... Này ăn đi. Không có màu đỏ. Một thùng 300 cái. Có một loại, một thùng 300 cái. Được chưa? Một thùng 300 cái với chỉ 185k, 139k, được chưa? Không, mùi bèo thì không có, mùi sầu riêng thì có, mùi bèo không nhá. Mùi bèo thì chỉ tôi đeo thôi, vớ vẩn. Anh nói nhẹ nhàng đi em mua. Em ơi, mua khẩu trang về dùng. Mua cho mình, mua cho đại gia đình nhà mình ăn. Ta quên, mua cho đại gia đình nhà mình mua đeo. Mình đeo được này, người yêu mình đeo được này, chồng đeo được này, vợ đeo được này, con đeo được này, anh chị em đeo được này, cô dì chú bác đeo được này, cô hàng xóm đeo được này, anh hàng xóm đeo được này, bố anh hàng xóm đeo được này, bà hàng xóm đeo được này, ông hàng xóm đeo được này, mua cho nội, mua cho ngoại, mua cho tất cả mọi người đều đeo được. Rất tốt cho sức khỏe, chống kháng khuẩn này, chống bụi bặm này, rất tốt cho mũi này, được chưa ạ?
được chưa ạ? Để xem bà Thủy này bà gọi gì. Đăng nay bà gọi cái gì. Điền thật. Chị gọi cái gì đấy? Chị gọi cái gì? Chị bảo gì? Thì không em thì ai? Không, đang bán hàng, tí nữa nhá. Có mua khẩu trang không? Mua đi vào đặt hàng đi. Mua cho nhân viên nó đeo đi nhá. Đang rẻ khẩu trang rẻ đấy nhá. Ừ, nhá, bye. Rất mệt. Đang kiếm tiền vậy. Cái gì đây? Không thay đổi nền. Rất mệt. Vừa bán hơn 1000 đơn hàng đã cứ nhì nhèo mệt mỏi. Mày thôi, mày thôi anh em. Tiếp tục anh em ơi. Bấm tay rồi hàng 15.000 anh chị em ơi. 1.600 đơn rồi, gần 1.700 đơn rồi anh em chị em bấm tay dò hàng nha mọi người ơi. Khẩu trang quá rẻ. Nói chung là không ở đâu rẻ như ở đây. Mọi người bấm tay dò hàng khẩu trang 4 lớp. Mua cho mình, mua cho mình, mua cho đại gia đình nhà mình luôn. Mua cho tất cả mọi người có thể. Tất cả mọi người có thể sử dụng được, nó rất rẻ. Có một câu hỏi rất hay. Có một bạn hỏi mình là anh ơi khẩu trang nhà anh em có một tai có đeo được không? Theo mọi người có đeo được không? Theo mọi người có đeo được không? Hả? Đeo được không? Em thấy chưa? Rất nhiều người nói là đeo được. Nó cứ phải gọi là gia đình villa là thông minh thật đấy. Đây. Tôi nói với ông này. Ông biết cái này là cái gì không? Cái đeo khẩu trang mà không cần phải đeo vào tai. Mua thêm một cái này là đeo được, đeo thoải mái luôn. Một cái này cái ông thay bét nhè biết bao nhiêu khẩu trang mới hỏng được một cái này. Thấy chưa? Ngay. Xịt luôn như con gì. Mua đâu đi ra ngoài chợ mà hỏi. Chứ bây giờ hỏi em biết mua ở đâu. Gọi ở đây hỏi làm gì. Bán hà bà ấy để quên này em không biết đâu. Ui 16.000 anh chị em chuẩn bị, mọi người ấn tay vào giỏ hàng cho em, ấn tay vào giỏ hàng cho em, ấn tay vào giỏ hàng, ấn tay vào giỏ hàng nha mọi người. Chỉ 185k 300 chiếc khẩu trang, 300 chiếc khẩu trang, 300 chiếc khẩu trang, 185 cỏ. Trời ơi, siêu tiết kiệm luôn, cộng 1 khẩu trang 5D. Có nghĩa combo 300 chiếc khẩu trang này nhá. 185k này. Mọi người được cộng thêm 100 chiếc 5D. Được chưa? Cộng thêm 100 chiếc 5D luôn. Là 300 chiếc 4 lớp. Cộng thêm 100 chiếc 5D. Có nghĩa là 400 chiếc. Trong một combo 185k.